Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2023, từ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thưa quý khán thính giả, mở tin tức ra thì chúng ta thấy tràn ngập tin tức về chiến tranh Israel và Hamas. Nói đến chiến tranh Israel và Hamas thì hôm qua lãnh đạo của Hamas tuyên bố nếu mà Israel có bất kỳ một oanh tạc nào vào trong giải Gaza thì ngay lập tức họ sẽ đưa các con tin gốc Israel mà họ bắt được đem ra sự tử ngay. Với những lời đe dọa đó tưởng rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel e sợ. Nhưng ông lại tuyên bố chúng ta phải truy lùng tất cả những người theo tổ chức khủng bố hamas và phải tăng cường để mà có chiến thắng bọc lấy giải gaza có thể chiếm luôn cả giải gaza đó là lời tuyên bố của thủ tướng benjamin netanyahu chiến tranh càng lúc càng gia tăng rất là căng thẳng ở bên quốc hội của nước mỹ những người ủng hộ cho palestine họ nói rằng phải tìm ra một giải pháp với hamas không thể nào mà tiếp tục để mà đổ dầu vào trong lửa gia tăng chiến tranh như là dân biểu liên bang talib tuyên bố rất rõ ràng mỹ phải cùng với hamas tìm ra một giải pháp hòa bình cho khu vực này trong khi đó đại đa số các vị dân biểu thì họ cho rằng Hamas là một tổ chức khủng bố, không thể nào nói chuyện có tính cách văn minh như thế. Hơn nữa, Hamas đã giết hại hơn 11 người có quốc tịch Mỹ thì họ không chấp nhận được. Tình hình nghiêm trọng càng lúc càng gia tăng, không những ở bên nước Mỹ mà còn khắp nơi Đại đa số các chính phủ khắp nơi trên thế giới ngã theo khuynh hướng của các chính phủ ở Âu Châu và nước Mỹ. Ngoại trừ nước Nga thì có một quan điểm khác. Bên nước Mỹ, Tổng thống Joseph Biden nói tôi cử tàu sân bay tối tân nhất của nước Mỹ là USS Gerald Ford đến địa Trung Hải. Và ngày hôm nay, tàu sân bay uss jared ford đã đến địa trung hải tàu sân bay này là tàu sân bay lớp mới nhất của nước mỹ tối tân nhất và tốn kém nhiều nhất đây là lần đầu tiên tàu sân bay uss jared ford tham gia vào một cuộc chiến nhiều người nói chúng tôi muốn xem thử tàu sân bay này hoạt động như thế nào khi tham gia vô chiến tranh như vậy, với sự quyết tâm trả đũa của nước Mỹ đã gửi tàu sân bay USS Gerald Ford đến nơi đây, thì quả thật giải Gaza không thể nào mà chịu nổi đòn quân sự từ bên phía Israel vì quân đội của Israel rất là thiện chiến. Hamas trong những ngày qua sau khi bắt giữ được các con tin, nhất là các con tin phụ nữ trẻ đẹp từ 18 tới 30 tuổi, thì họ đã có những hành động rất là tàn ác. Binh sĩ của Israel khi tiến vào giải Gaza, thì họ đã tìm thấy nhiều xác của phụ nữ trẻ đẹp bị hành hạ và bị giết chết. Họ nói những phụ nữ này đã bị hãm hiếp trước khi qua đời. Đây là một điều tàn ác mà các vị dân biểu liên bang của nước Mỹ nói chúng ta không thể nào mà có thể nói chuyện được với tổ chức khủng bố Hamas như thế này. Bởi vậy, quyết tâm của chúng ta phải làm sạch nhóm này là đúng thôi. Nếu cần, chúng ta chiếm lấy luôn cả giải Gaza. Chiếm lấy luôn giải Gaza, khoảng chừng 2,3 triệu dân nơi đây thì đây là một vấn đề rất lớn. Liên Hiệp Quốc không có đồng ý điều này. Liên Hiệp Quốc cho rằng người dân Palestine cần có một nơi để sinh sống. Giải Gaza nhỏ bé mà đã có hơn 2,3 triệu dân để là nơi sinh sống cho người Palestine. Bây giờ mà còn chiếm lấy luôn giải Gaza thì đây là một hình thức xóa tên một dân tộc ở trên bản đồ thế giới. Liên Hiệp Quốc đâu có chịu? Nhưng mà Israel nói nếu mà Hamas tiếp tục mà khủng bố như thế, họ sẵn sàng đưa quân vào chiếm luôn cả giải Gaza. Từng ngóc ngách sẽ được kiểm soát, để rồi không còn nơi dung dưỡng cho khủng bố. Đó là quyết tâm của bên phía Israel và những người ủng hộ Israel. Còn bên phía Palestine và những người ủng hộ Palestine, Họ cho rằng hành động của Hamas là một hành động anh hùng. Họ nói những người này là những người chiến đấu cho tự do, freedom fighters. Một trong những người mà lên tiếng ủng hộ cho Hamas lại là cô đào đóng phim người lớn tên là Mia Khalafi. Cô đã gọi những người Hamas là những chiến sĩ tự do, freedom fighters. Ngay lập tức Playboy ra một thông cáo nói rằng phát biểu của cô là một phát biểu ghê tởm. Hamas không thể nào là những người chiến đấu cho tự do. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do phát biểu chính trị, nhưng chúng tôi không thể nào có kiên nhẫn để chấp nhận những tư tưởng này ở trong nhóm chúng tôi. Nên chúng tôi tuyên bố từ ngày hôm nay, tức là ngày hôm qua, ngày 10 tháng 10, Mia Khalafi không còn ở trong nhóm Playboy nữa không hoạt động cho nhóm Playboy cũng không có bất kỳ một giao kèo nào với Playboy những gì mà cô ấy đã làm trong quá khứ đóng phim cho chúng tôi chúng tôi xóa hết vậy thì Playboy có quá khích hay không thì nhiều người nói quyết định đó của playboy phản ảnh những tư duy cực đoan của những người ở bên mỹ lúc nào cũng cho mình là đúng hết còn những tư tưởng trái ngược thì họ cho đó là ghê tởm disgusting thì làm sao mà có thể có đối thoại một cách công bằng được chiến tranh là một điều đáng tiếc xảy ra và đã xảy ra ở tại israel càng lúc càng căng thẳng thêm chắc chắn cả thế giới bày tỏ sự quan tâm nhưng mà thế giới bây giờ đang chia ra làm hai phe một phe ủng hộ và một phe chống phe ủng hộ israel là phe những người thân mỹ những người thân các chính phủ liên âu còn phe chống lại israel là những quốc gia như chúng ta thấy hồi giáo và nước nga vân vân đây là một cuộc chiến mà có lẽ toàn thể thế giới đều quan tâm và có sự phân hóa trầm trọng như thế. Trong những ngày tới, không thể nào để cảnh chiến tranh như thế tiếp tục diễn ra vì thế giới cũng phân hóa theo chiến tranh này. Không khéo lại đưa đến một ngòi nổ để tam thế chiến. Giáo chủ lãnh tụ của hồi giáo shiite ở iran là ông ali khamenei hôm qua cũng đã lên tiếng một cách rất rõ ràng ông ấy nói người ta cáo buộc chúng tôi chỉ đạo cho hezbollah và hamas ở tại gaza chủ động cuộc chiến này và như thế iran là nước đứng đằng sau cuộc chiến này thì không có đúng chúng tôi không có chủ trương chiến tranh với israel chúng tôi chủ trương hòa bình đó là lời tuyên bố của giáo chủ Ali Khamenei ngày hôm qua trước những cáo buộc của Mỹ và của Tây Phương. Ông khẳng định Iran không có đứng đằng sau vụ này. Nhưng mà tình báo của Mossad Israel nói rằng chín mươi mấy phần trăm tất cả những chuyện này xảy ra là do Iran đứng đằng sau xúi dục Vậy thì nếu mà chiến tranh này mà không giải quyết thì sẽ lan rộng ở trong vùng có thể đưa đến đệ tam thế chiến. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.